dạy lời gớn giữa cuồng băng, trước là thăm mẹ sau thăm xóm làng. Tôi ở chốn xa ngàn dặm mình, người quê nhà ấm lặng thế nào. Tuy là hình bóng xa nhau, nhưng lòng dạ chẳng chút nào lãng quên. Thường cầu nguyện ơn trên trời Phật, độ mẹ già độ khắp gần xa, độ cho thành nước an nhà, độ cho nạn khỏi tai qua dân lành. Nơi xứ là nghe tin mỗi bữa, thấy chuyện nhà bắt ứa ruột gan. Nhiều đêm thức suốt căng tàn đau lòng ôm chịu biết bàn với ai. Băn khoăn cảnh hiện nay đất nước, lo lắng ngày mai mốt đồng bào. Được an vui hoặc khổ đau, không do trời khiến do nhau tạo thành. Sang suốt khỏi mang danh nô lệ, ngu muội thì làm kẻ ngựa trâu. Khó khăn chớ chẳng dễ đâu, mỗi khi nghĩ đến ôm đầu thở ra. Việc nước ở quê nhà trách trở, sự tu nơi xứ sở gai go. Ít ai vui chịu chung lo, nhiều người chỉ muốn mưu cho riêng mình. Liêm sĩ thiếu chân tình cùng thiếu, đạo nghĩa không trung hiếu cùng không. Mỗi người riêng mỗi tấm lòng mình, ai nấy liệu cách phòng lấy thân. Tiền bạc khiến nghĩa nhân rẻ mục, lời danh làm đạo đức khô khan. Nhìn bề mặt trái thế gian, thấy đời dĩ mộng đồng sang mà kinh. Nếu không để tâm nhìn việc cả, thì còn mang khổ quá nặng nề. Sự đời dấu lắm say mê, cây thân giả tạm không hề trường miên. Thân khi hết quý quyền cũng hết, vật dấu còn người chết phủi đi. Hơn nhau thử hỏi cái gì đời, thì danh chánh đạo thì nghĩa chân. Danh chánh được thế nhân khen ngợi, đạo chân thì hồn khỏi đọa sang. Chánh danh thì cũng tạm là chỉ, chân đạo mới thật quá khổ sầu. Người sanh sống nơi đâu bất luận, mang xác phàm đều cũng như nhau. Nằm trong thế giới khổ đau, nên tu hành để sớm đào tẩu ra, theo đường Phật Thích Ca chỉ dạy, nghe lời chân sư Mắc Cơ Quyền. Bộ đầy quá lấp não phiền, niết bàn thay thế nơi miền tự sanh. Giữ là quả còn lành là phước, đời khổ đau đạo đức an vui. Từ bi nêu thấm lòng người, khiến đời phàm tục đổi đời thần tiên. Kiếp thông khổ chớ yên chịu khổ, cần mê ly đừng có mê ly. Không quan hay kẻ ngu si, nên tìm con lỗ dính kỳ dài hoang. Hôi sớm chớ sắp tàn mới hối, tu mau đừng gần trôi mới tu. Thân người như tử hình tù, phúc qua là mỗi phút thu ngắn đời. Nên cái thiện cho nguôi lửa nghiệp, đừng tùng gian khỏi kiếp chìm sâu. Bởi mê nên lắm đau sầu, ráng bừng tình để hết câu khổ nàng. Đồng tu niệm sống làng hòa nhã, đông hiển lành già trẻ an vui. Khiến cho đời sống tốt tươi, mà còn cứu được hồn người siêu sanh. Giang trưng cũng nhớ hành chánh đạo, tham dục bao đừng tạo ác nhân. Làm lành cho khỏi đọa thân tu chân, cho khỏi quay quần cõi mây. Tu cho thức thần kề bên Phật, tu cho phàm thân hết khổ đời. Hỡi người ở khắp mọi nơi, tu cho xã hội con người bình thanh. Việc lương thiện đua tranh thì tốt, điều ác gian bóc hốt không nên. Luật trời bao ưng chớ quên, hãy vay mượn trước phải đền trả sau. Xưa đã chẳng ai nào thoát khỏi, nay cũng không người giỏi trốn quan. Tốt hơn khắp cả người ta, lấy câu nhân quả để mà ở ăn. Khởi ý quy khả ngăn chẳng lại, sanh niệm lành thì hãy làm ra. Lợi mình mà hại người ta, lợi bao nhiêu nữa cũng là thôi đi. Tổn hại kẻ việc gì cũng bỏ, ích lợi người dù khó cũng làm. Lòng nhân đem trị tánh tham, không gây tội kiếp chẳng làm đọa thân. Đông kinh có mấy dần nhắn gợi, ước mong khi được tới quê nhà. Hỡi ai khi có nghe qua, nhận rằng đúng lý thì là ráng tu. Xa nhau xa mặt xa mày trong lòng trong dạ chẳng ngày nào xa. Từ ngày tách bước đến phương đông, công việc từ bi dần tiếp tầm, độ chúng sanh mê tâm đã quyết, cứu người đời khổ chỉ thường mong. Duyên phàm cởi mở cho thiên hạ, tình Phật gieo ra khắp đại đồng, chẳng có yêu riêng yêu tất cả, dù cho muôn kiếp nguyện lo xong. Mùi vị thiền gia đã thấm vào, tình thương ai cùng vẫn bằng nhau, cứu dân vạn khổ không ngao ngang, độ thế thiên sầu chẳng đúng đau. Theo vô từ bi người bước trước, vạch tường trí huệ kẻ đi sau, đem thân thay gánh muôn thân khác, miệng lấp sóng mê sớm phục đạo. Phật đông số đếm vô cùng, vị nào cũng rất đại hùng đại bi, dám bỏ những điều gì khó bỏ, quyết làm nên việc khó thể làm, lòng thương rộng đến bao hàm, tay trần cứu cõi nghiệp phàm đồn qua. Dưới mắt thấy người ta bình đẳng, trong lòng suy tánh mạng như nhau, hai người tâm chẳng nỡ đau, giúp người là việc không bao giờ từ. Ngàn xưa cùng vẫn như nay vậy, Phật mười phương thế giới một tình. Vì người vui bỏ đời mình, không vì mình để bất bình với ai. Kẻ học Phật điều này nên nhớ, người tu hành việc đó khả tri. Phải làm ý chớ làm trái ngược những gì Phật khuyên. Ý Phật dạy bình yên thế giới, ý Phật khuyên tội lỗi tiêu tan. Hỡi người trong cõi thế gian, không nên đi ngược con đàn Phật khuyên. Người nhớ Phật chỉ là có một Phật, nhớ người nhiều tở các sông hằng. Ví dụ cho có thủy kiệt sơn băng, lòng Phật nhớ chúng sanh không thể mất. Bất luận chúng sanh nào trên quả đất, Phật vẫn thương trợ giúp khỏi trần ai. Khổ chúng sanh Phật chẳng muốn thêm dài, Phật muốn chẳng còn ai luân hồi nữa. Phật thấy vạn sự đời như đèn lửa, còn người như các con bỏ thiêu thân. Vì say mê danh lợi dục tình trần, gây tội khổ xác hồn mà không thể tha. Mỗi ác nhân mỗi kết thành ác quả, khiến khổ đau đài đọa kiếp con người. Kết cuộc rồi ai cũng phải chết thôi, đời người tở bọt nước trôi trên biển. Sanh rồi tử xâm hợp rồi tan rã, đây chính là định nghiệp đã từ xưa. Cõi siêu sanh được có Phật tìm đưa, nên theo Phật ấy là cơn giải thoát. Trên đường đến Như Lai và Bồ Tát chớ buồn khi nắng gắt với mưa to. Ngày như đêm vẫn nhất nguyện lần mò, sẽ tới được chỗ dặn dò của Phật. Lòng tin Phật nơi người, không để mất chắc chắn người được Phật độ không sai. Ráng tu hành trong cảnh khổ đời nay, khổ ấy sẽ đổi ngày vui vinh viên. Người hạnh phúc khi nào người hướng thiện, đời an vui khi đợi tiếng đường lành. Tuy ở trong xã hội đua tranh, ráng sống thiện chớ nên sanh sống ác. Ta bà khổ muốn trở thành cực lạc, chúng sanh nên theo Phật phát từ tâm. Nên cứu nhau hết khổ hết mê lầm, mà sống cùng phước thác cùng làm Phật thánh. Ở phàm cảnh nhưng sống tình Phật cảnh, người cùng lành cùng tánh Phật như nhau. Ấy là điều từ lâu Phật ước ao, muốn sanh chúng đâu đâu đều được vậy. Kẻ đất khách thể theo lời Phật dạy, biết đôi câu gửi lại chốn quê nhà. Khuyên thiện nam tin nữ khắp gần xa, ráng giúp sống ráng tu qua cõi Phật. Ráng tu cho giải khổ, khổ mới tu. Ráng tu cho giải khổ, chớ nản lòng khi nạn nọ tay kia. Phước càng tăng thì tay quả càng lìa, ngục đời mở phải nắm chìa khóa đào. Tu cố bước cho Tây phương Phật đau, lầm trong gai hay khổ bao mặt dù. Nếu kiếp này không tu thoát phàm phu, kiếp tới mày chìm sâu trong biển khổ. Khó gặp Phật để cầu xin cứu độ, khó làm người để nghe rõ kệ kinh. Tuy khó tu trong đời sống đau binh, ráng tu có được thần minh ủng hộ. Tu thì phải tu cho lòng tỏ ngộ, đem pháp tu sinh ra tế độ nhân sanh. Dùng đạo màu làm đời trượt qua thân, lấy chánh vào biến khổ thành cực lạc. Đã biết rõ cõi trần là dối gạt, hãy quyết tu đừng để mắt sai xưa. Nên nhìn đời như mây bị gió đưa, tất lòng dạ thích ưa đời sẽ chết. Lau mãi tất sạch gương đầy bụi hết, luyện luôn thì sẽ hết tánh phạm phu. Đạo muốn thành cần phải dèo chí tu, cả đời sống hướng về câu dài thoát. Đạo là giải mê khai ngộ, đạo là đường tế độ chúng sanh. Đạo là trọn sáng trọn lành, bảo ơi đạo muốn đắc thành thành tâm. Đạo được tỏ nhờ tâm thấy tăng, đạo mau nên do hành thường cao. Đạo là siêu thoát trần lao, bảo ơi đạo truyền kiếp vào Phật tiên. Đạo nếu chẳng có duyên khó gặp, đạo gặp rồi ráng sức tìm lên. Đạo cao ma khẩu chớ quên, bảo ơi ráng được đầy tân sen vàng. Đã tu đồng đạo ráng tu hành, chớ ngán đường tu lâm xoài sanh. Cảnh khổ mong ra đừng sừng bước, rừng mây muốn khỏi hãy đi nhanh. Gây thiền dắt dần khi bê bết, đàn tri xoáy chung khúc quèo quanh. Hướng Phật giúp nhau đi đến chung, đã tu đồng đạo ráng tu thành. Phát tâm kính Phật, tất dâng lời Phật. Phát tâm thương Phật, tức chẳng phụ Phật. Phát tâm nhớ Phật, tất muốn gặp Phật. Phát tâm phụng Phật, tất độ chung sanh. Vâng lời Phật phải tự quyết tâm quy, chẳng phụ Phật phải tự quyết hành y. Muốn gặp Phật phải tự quyết tu tiên, độ chúng sanh phải tự quyết từ bi. Tự quyết tâm quy duy nhất niết bàn, tự quyết hành y duy nhất chánh đạo. Tự quyết tu tiên duy nhất giải mê, tự quyết từ bi duy nhất cứu khổ. Tự định trong mọi hoàn cảnh bất định, tự minh trong mọi hoàn cảnh bất minh. Tự hùng dũng trên đường giải thoát, trong mọi hoàn cảnh bất minh. Tự hùng dũng trên đường giải thoát, tự phát bồ đề trên thế tình. Đêm dài mây cũng là phải sáng, dòng to bao cũng lặng chẳng không. Nền đạo đức ráng làm sáng tỏ, hỡi bà con lớn nhỏ quê nhà. Muốn cho thân được dự liên quan, chớ để đạo mấy xa trần tục. Làm nhà cửa chẳng dùng cây mục, làm Phật tiên chẳng chút nhiễm trần. Anh chị em hãy ráng tu thân, đừng ngạo nghễ gian truân lâm lúc. Tuy phải chiều năm bào mười đục, có ngày nên hình Phật cốt tiên. Chớ nản lòng trước cảnh đạo điên, khá bền chỉ lo chuyên đạo pháp. hạnh đức, rồi sao âm áp mà sung sướng nay mai gặp khổ lao. Công phu nhiều thì quá mới cao, lỡ là quá làm sao ngộ đạo. Tu trong bụng đừng tu ngoài áo, đạo tại tâm chớ đạo tại mồm. Biết đạo nên hương nước sớm hôm, đừng tu bạch đèn nhang mai tôi. Tu chân chanh chớ tu giả dối, đường Phật đi rang nôi góp theo. Đã xả thân chớ sợ nguy nghèo, theo tâm Phật đừng theo ma quỷ. Chưa hiểu đạo thì còn tấn nguyện, hiểu đạo rồi ráng trị tà tâm. Nên tưởng tin Phật pháp thầm thâm, khả thật hiện từ tâm bát ngay. Lấy những nhục thắng qua vật ngài, đem giới răng ngăn cái tâm trần. Dù yêu tinh đầy dậy bên thân, cùng chớ để tâm thần nhúc nhát. Niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, một lòng nguyện bên giác tầm quan. Nghiệp thế gian trúc hết tà bà, lòng Bồ Tát ôm qua tịnh độ. Trên đường tiến đến ngày tỏ ngầu, khó khăn bao cùng ráng tu hành. Giữ mặt ai mình vẫn làm lành, cứ như thế mà hành mới được. Đường đầu có xa bao cũng bước, tình đợi dù trái ngược cùng tu. Tu cho mình hết kiếp dài ngu, tu cho kẻ cõi câu thống khổ. Muốn giải thoát tìm phương tịnh độ, muốn siêu sanh theo lộ thiền môn. Độ xác thân độ cả linh hồn, mà độ mình kế độ luôn ba tánh. Và làm phước đức rồi trao đạo hành, tánh phàm phu đổi tánh Phật tiên. Mỗi từ bi năm tháng nối liền, đường chánh giác ngày đêm rộng mờ. Chẳng những tự lo cho xong nợ, còn giúp người sớm gỡ dây hoang. Đem sự tu biên cõi trần hoàng, hết nghe thấy tiếng than cảnh khổ. Tu cho đúng tinh thần đại độ, tu cho thông con lộ quyền biên. Chớ lúc nào công việc nghĩa nghỉ, đừng từ chối những gì phước đức. Trước hết phải tự mình nỗ lực, rồi Phật tiên giúp sức thêm cho tu ngồi không công đức chẳng lo. Tu như vậy bao giờ đắc đạo, tu nhân đạo phải lo hiếu thảo. Tu Phật môn phải giáo độ đời, tu mà không cứu giúp cho người là tu trái ngược lại chư Phật. Tu thì phải tâm vô nhất vật, tu còn ham vật chất sao nên thoái đời tuy khó bỏ ráng quên. Tánh đạo rất khó rèn ráng tập, phải cương quyết xin đừng lập bập. Nay không thành bữa khác sẽ thành, như Thích Ca luyện đạo non xanh. Như Tam Tạng thỉnh kinh đông đầu, không cương quyết đâu thành Phật tổ. Không nhất tâm đâu ngộ Như Lai, người xưa kia như thể người nay. Thành đạo chẳng một ngày mà được, tiên thanh cùng thanh trầm bao lượt. Cố gắng tu hết sức mới thành, ít có ai bữa trước mới hành. Bữa sau được nên danh Bồ Tát, người thường trước có nhiều tội hết. Kèm tu không đủ sức tiêu trừ, phải làm cho công đức có dư. Tội ác hết chân như mới tòa, muốn lúa tốt phải làm sạch cỏ. Muốn tánh mình phải bỏ lòng tà, nếu lưng chừng nửa Phật nửa ma. Đến chết cũng không ra gì cả, nói thiên cơ mà không hôi quá. Rốt cuộc rồi như cá mắc câu, hội Phật tiên chẳng dễ gặp đâu. Muốn gặp phải công tu dày dặn, hội tiên Phật người nào giữ đặng. Tự nhiên người ấy chứng quả rồi, tu lưng chừng hoặc đạo lỗi thôi. Khó mong mà giữa chính ngôi sen bao, hỡi tất cả anh em trong đạo. Hỡi bà con lão ấu gần xa, ráng thành tâm hành đạo Thích Ca. Ráng thật ý tạo ra phước đức, khá thương nhau như là cật ruột. Khá giúp nhau trong cuộc gian nguy, trên con đường trí huệ từ bi. Nên dìu dắt nhau đi tột chầu, thiên hạ vẫn còn đầy đau khổ. Đạo nghĩa nên thi thố rộng ra, giải cứu đời khỏi cảnh thiết tha. Hỡi đồng đạo quê nhà con gánh, tự xứ là đôi lời gửi nhân. Gọi là quà biếu tặng cho nhau. lòng từ trong đạo cả, tức là con hết quả khổ trần gian. Đời người như giấc mộng để rồi tan, không ai khỏi kiếp giả tràng xe cát. Có cõi Phật là nơi không khổ thoát, con gần tu cho cùng Phật đồng cư. Đời ác bao con nhớ giữ lòng từ, con gắn sống thon như sen trong trình. Đường quy Phật con chớ mờ ý định, giữa đời mây con khả tình lòng luôn. Thử thách bao con cũng chớ nên buồn, con ráng tiến trên đường con tin tưởng. Nếu con việc tu huyền không bỏ luôn, ánh từ quang luôn chiếu xuống đời con. Vậy con nên đạo hành ráng lo tròn, con giải thoát tổ tâm cùng giải thoát. Từ Đông Kinh khuyên nhủ, từ đất Nhật gửi về nước Việt vài lời thơ thâm thiết sâu xa. Thăm đồng môn thăm mẹ quê nhà, chúc được mỗi ngày qua lành mạnh. Vững niềm tin vững bề đạo hành, trên đường tu sát canh tiến lên. Bốn chồng anh cố gắng đáp đền, tám điều chánh ráng hành cho đúng. Gian khổ mấy cũng đừng nao núng, hãy lấy bi trí dùng thắng quang. Gặp chết đi tình có gì đà, gặp khổ hạnh nhớ ra Phật tổ. Đường giải thoát đường về tịnh độ, thật tu thì sẽ có ngày thành. Hãy nhất tâm lo việc tu hành, ráng cố gắng phát sanh thiện niệm. Lúc nào cũng tự mình kiếm điểm, ác thì chưa còn thiện thì theo. hạnh thiện đừng sợ cảnh nguy nghèo, muốn giải khổ phải gieo giống thiền. Có nhân thiện quả lành mới hiền, không từ tâm khó đến Tây Phương. Đạo là lành là cả tình thương, đạo là giác là đường giải thoát. Nếu không lành không thương không giác, ấy là tu trái ngược đạo màu. Chư Phật thần chẳng độ cho đâu, tu như vậy bao lâu cũng ổn. Lời Phật pháp biết tin biết chuộng, ráng trao dồi tư tưởng từ bi. Từ bi luôn ngôn ngữ hành vi, cả đời sống đều quy về Phật. Ví dụ có thay trời đổi đất, lòng từ bi đạo đức không thay. Nhà tu hành đắc đạo xưa nay, là nhờ được bền giải tâm đạo. Muốn gặp Phật muốn ngồi sen báo, phải từ bi phải đạo nhất tâm. Sống giác tâm giữa cõi mê lầm, hành thiện sự lúc nhân loại khổ. Vừa tự độ và vừa ta độ, khi thương ta liền nhớ thương người. Ta được vui muốn kẻ được vui, ta tỏ ngộ giúp người tỏ ngộ. Tu sống bằng đại từ đại độ, ấy là tu đúng lộ từ bi. Người thật tu theo đó mà đi, chắc chắn tới liền trì cực lạc. Thật an vui hoàn toàn giải thoát, hết khổ đau hết kiếp luân hồi. Đạo tâm nên gắn bó trao dồi, hỡi tín hữu khắp nơi trong nước. Hướng về Phật tu bồi huệ phước, dầu cảnh đời trái ngược giường bao. Khổ mà tu được mới siêu cao, chớ thấy khổ ngán ngào đạo lý. Cũng đừng vì tiền tài danh vị, mà lãng quên tâm trí tu hiền. Giảng sử đời trong cảnh biến thiên, mê đời chỉ đau điên sầu khổ. Đời như mộng như mây trước gió, hãy tỉnh đời chớ có mê đời. Đời cuối cùng bỏ hết cả thôi, đạo mới được khỏi nơi sanh diệt. Đời ngắn ngủi nên tu rau riết, đời khổ đau nên biết thương nhau. Đem hòa bình ngăn cuộc bình đau, cho nhau sống cho nhau hạnh phúc. Cho xã hội có mọi đạo đức, và cho dân nước được an vui. Thự Đông Kinh khuyên nhủ mấy lời, xin dừng bút hẹn nơi thơ khách. Khổ vô ác nghiệp tạo nguyên nhân, lưỡi khổ trùm bao cả thế trần. Khổ sát hại nhau do dĩ kỳ, khổ thân chết buộc tại nhân thân. Hãy nên giác khổ cho lìa khổ, cần phải chuyển thân trở Phật thần. Ở xứ lạ mà tâm chẳng là, niềm cố hướng trong dạ không phai. Buổi trùng phùng hẹn có một ngày, xin đây đó bền dây đạo nghe. Tuy khô hạn giống lành ráng tỉa, dầu đường xa chớ nệ mọi chân. Hết cơn buồn đến lúc vui mừng, trời sẽ sáng ra không tối mày. Gặp gian khổ hãy nên những này, khi thành công sẽ thấy vui tươi. Nếu kém tu năng giải kiếp người, không quyết chi khó rồi phân sự. Nhận chân lý xin đừng lượng lự, thấy đáng làm xin cứ thực thi. Cố làm trọn ý nguyện từ bi, ráng mở rộng hành vi đạo đức. Liệu sao khỏi lương tâm canh rứt, lo cho đường lối Phật không sai. Nói với làm như một chữ hai, tu trong tánh chữ ngoài cửa miệng. Mỗi đạo nghĩa nên lo phát triển, đường tu hành ráng tiến sâu xa. Mở lòng từ để niệm Di Đà, khởi tâm đức để mà hành đạo. Với ai cũng giữ niềm hòa hảo, ở nơi đâu cũng tạo nghĩa nhân. Chẳng gây thù chỉ có gây thân, luôn tìm cách lấy ăn đáp ngoan. Đạo ai chán mình không nên chán, đời ai tham mình chẳng nên tham. Xã hội càng nhiều kẻ lũ lam, mình càng phải tận tâm giúp đời. Không nên chỉ ngồi trơ than thờ, mà cũng không nên phó mặc đời. Nên tùy người, tùy cảnh, tùy thời, phương tiện giúp khỏi nơi thống khổ. Làm nghĩa chẳng đợi người khuyên dỗ, làm phước không mong kẻ ngợi khen. Thấy lâm nguy bất luận là quen, ra tay cứu không cần đền đáp. Thật là kẻ theo đường Phật Pháp, lòng không còn ôm ấp lợi danh. Giúp người bằng tất cả tâm thành, tuyệt đối chẳng ẩn tình đen tối. Giúp người thoát khỏi dòng tội lỗi, giúp người tan hết nỗi đau thương. Giúp cho người cùng Phật nhất phương, giúp ai cũng khỏi đường sanh tử. Diệt phước huệ bất kỳ đa sự, làm ngay không do dự chăn chờ. Người được nhờ như thể mình nhờ, với ai cũng không so hơn thiệt. Mình với kẻ sống không cách biệt, đạo hay đời mỗi việc nương nhau. Ngoài cái tình cốt nhục đẫm bào, còn có nghĩa cùng nhau nhân loài. Thiếu tương trợ tất không tồn tại, biết giúp nhau mới khỏi diệt vong. Mi học từ bi càng mở rộng lâm, mà có những đạo càng không ích kỳ. Giúp nhau được khỏi đời hư nguy, cứu nhau cho hết bị xích xiềng. Việc an nguy khá biết tương liên, điều vui khổ hãy nên chia sớt. Mộ đạo thanh ham đời phải bớt, yêu nước lòng tư dục phải quên. Còn ham đời quá đạo khó nên, còn tư dục nước non khó vẹn. Việc đời chẳng sự tròn khá thèn, đường đạo không được tiếng khá lo. Lo cho đời đâu cũng ấm no, lo cho đạo mở kho quyền bi. Thật tâm giúp người đừng ích kỷ, thật tâm tu chớ nghĩ lời danh. Tu do lòng muốn khỏi tự sanh, giúp người với tâm tình đạo nghĩa. Cứ như vậy mà lo trao trìa, tu hành tròn xứ thế cũng tròn. Giữa thời kỳ mạt pháp suy mòn, sự tu niệm ngàn muôn gian khổ. Thiếu cương quyết thiếu lòng giác ngộ, công việc tu rất khó hoàn thành. Không thật tâm tôn trọng điều lành, tất dễ khiến xuôi mình làm dư. Thế cho nên là người Phật tử, lẽ trước tiên phải chủ được tâm. Lấy tinh thần giác ngộ cao thâm, thắng phục mọi cánh trần cám dỗ. trước sau dần một niềm cứu đòn. Ai muốn xô chẳng đổ được lòng, mà sự hát gián trong già luôn không. Điều những thiện nơi lòng tường có, làm theo Phật mặc dù rất khó. Quyết lo tu tuy khổ trăm bề, tu đến khi hết sự ngu mê. Tu đến lúc được kề bên Phật, tu cứu thế an vui vật chất. Tu độ dân siêu thoát tinh thần, vì tự sanh mà quyết tu thân. Vì giải thoát mà cần khuyên giao, ngoài đời cũng như người trong đạo. Nên lấy tâm hòa hảo như trên, tình trạng nào cũng chẳng nên quên. Lòng thương kẻ thương mình như một, thương lo độ đến nơi cùng tột. Độ hồn siêu độ xác thân vui, việc tu nên lo tiến chớ lùi. Đạo tiến mạnh khi đời mây loạn, vừa là chỉ rõ nơi giác ngàn, vừa là lo cứu cảnh tai ương. Đối với ai cũng mở lòng thương, giúp cùng sống cùng nương theo Phật. Đem ánh sáng từ bi rọi khắp, cho vui tươi ấm áp mọi nơi. Từ Đông Kinh văn tắt mấy lời, khuyên đồng đạo khắp nơi cố gắng. Văn thơ nhưng chẳng vắng lòng nhau, đây đọa tâm hồn vẫn cảm giao. Hãy ráng đồng tu đồng chánh hành, ngày kia họp mặt chẳng sai nào. Đạo chung cho thiên hạ, đạo chẳng riêng ngay cả. Đạo chỉ làm siêu thanh, đạo không xuôi xa đọa. Đạo dùng giác phá mê, đạo lấy phước trừ hòa. Đạo thiện hành minh tâm, đạo tu thành Phật hoàng. Đường xa kính gửi chúc tâm, trước là thăm mẹ sau thăm đào đậm. Cầu xin trời Phật hộ tâm, mẹ già mạnh khỏe, đạo đồng bình yên. Vượt qua các cuộc đời linh thiên tâm hồn, lời thầy lời Phật Thế Tôn, thân hành như dao tâm ngôn như truyền. Thắng buông ác quay dù khuyên, như tam toàn mây ngàn niên xưa rồi. Tết này tuy ở xa xôi, nhưng hồn này vẫn ở nơi quê nhà. Khổ đồng đạo tức khổ ta, đau buồn của mẹ tức là đau con. Khối tình đồng đạo chẳng mòn, lòng thương nhớ mẹ nuôi non khó bì. Ngày đêm cầu đức từ bi, mau xoay thuận bước đường đi về nhà. Để cùng tín hữu gần xa, dắt nhau đến chung liên quan Phật đài. Người nào cũng được quá khai, đúng như chí nguyện lâu nay tu hành. Trong cây có trái hoa, trong tâm có Phật đà, chứ thấy bằng ngoại tướng, phải thấy bằng tâm ta. Chủ tâm minh tâm định tâm, tất nhiên sẽ thấy Quán Âm Di Đà. Lòng luôn có Phật với ta, thì đời khổ mấy cũng là thấy vui. Ráng tu cho đạo thấm mùi, để mùi đời chẳng còn nơi chen vào. Muốn cho hết kiếp trần lao, hãy nghe lời Phật rạng cao hành lành. Lòng tâm hết trượt ra thanh, để đem đời đau thực hành cho xong. Lời tha phương ngàn vàng gặp một dịp mai con người có thể tạo ngay được liền. Một lời vi diệu Phật tiên có khi muôn kiếp chưa truyền đến tay. Đường dài mới biết ngựa hay, việc lâu mới biết lòng ai chánh tà. Khi chân người đã mỏi ra, ấy là người đã đi xa lắm rồi. Sanh ra trong cõi thế thời, dầu ai cũng phải chịu lời đắng cay. Có mà làm được mới hay, dễ như hốt các Phật ngài mất ngôi. Đời khi mũ áo lột rồi, người nào cũng dân phản hồi tay không. Bản thân nếu liệu chưa xong, những điều phụ thuộc chớ hồng cầm lâu. Dầu cho sang cả đến đâu, chỉ là cặn bã của bầu nước dân. Tỉnh rồi nên chán chớ mơ, dù mơ có được cũng nhờ không lâu. Việc qua đã gọi công hầu, toàn là việc của cô đào mang thai. Ráng tu chinh chắn từ nay, mặc cho cuộc thế kéo dài bao lâu. Giải tuy nhiều miếng mặt dầu, gặp người thở khéo sẽ khâu lại liền. Hiền nhân thời phái truân chuyên, xưa nay vẫn thế chớ phiền làm chi. Nên hư chỉ phúc chung quy, chẳng thì được thắng ta thì phải thua. Trời không ghét kẻ làm mùa, chớ hận nắng gắt cay bừa bỏ trôi. Chưa nên ý nguyện đừng thôi, dù rằng phải trả cho đời bao nhiêu. Tu hành thì phải cho siêu, muốn siêu thì phải trừ tiêu nghiệp trần. Xưa nay vay lắm nợ nần, bây giờ đem trả một lần phải hao. Không vậy nợ cứ chuyện lao, đời này kéo tới đời sau không cùng. Khuyên người chớ thở than lung, thuận hay nghịch cảnh mặt tình đừng nao. Chớ vì hoàn cảnh khổ lao, để lòng đạo đức lãng sao lưu mờ. Đừng bị với kẻ nhút nhơ, đem viên ngọc quý ném quơ vào bùng. Ráng tu cho viện thị chung, rồi đây lời Phật có không sẽ tường. Dạy lời của kẻ tha phương. Chưa đến lúc mặt trong thấy mặt lòng với lòng, cho gặp gỡ nhau. Người quê nhà nhà già chẳng làng sao, kẻ xứ lạ lòng đau thay đổi. Thương nhau đến tu hành là cội, nhớ nhau lo đạo nghĩa là nguồn. Tâm hồn ta gần gũi nhau luôn, tinh thần đạo giữa nương nhau mày. Anh bác ai giúp em, bác ai em hiền hòa, anh phải hiền hòa. Cùng một thầy như thể một cha, người đồng đạo như là ruột thịt. Nên thuận thảo chớ nên thù nghịch, vui cùng chia khổ cực cùng lo. Sống giúp nhau được sống ấm no, ta dìu dắt nhau tu sáng suốt. Nên đoàn kết nhau trong mọi cuộc, nên đỡ nâng nhau bước đường tu. Đừng làm cho mối đạo mờ lũ, cũng chớ để giữa nhau rời ra. Đồng niệm Phật đồng về cực lạc, đồng tu đồng giải thoát trần gian. Cùng nhau lên chính phẩm sen vàng, chỗ đâu cùng đều tan mê khổ. Đời dù thay đổi mấy trào, đạo thì vẫn đạo một màu như xưa. Đời thì nay ghét mây ưa, đạo thì thương kẻ sớm trưa một lòng. Nếu còn cách biển ngăn sông, đò còn đưa khách dù trong thời nào. Người chưa khỏi số thiên tàu, đạo còn cần để tẩu đạo cho ra. Đạo đem lại sự hiền quang, đạo làm giải thoát ta bà khổ đau. Tâm hồn đạo ráng đầy cao, đời nào cũng dần một màu từ bi. Mấy lời khuyên hãy nhớ ghi, quê nhà tín hữu rằng thi thiết cùng. Tu hành là gốc giải oan, và tu hành cũng là an với hoàng. Anh em đồng đạo quê nhà đang tu hành, chớ bỏ qua ngại nào. Một ngày đạo hành không cao, là thêm nặng kiếp trần lao một đời. Sự tu rất khó đành, rồi khó tu tu được mới ngồi tòa sen. Đời quen đạo có thể quen, việc nào đã muốn cố rèn thì nên. Anh em tu phải chí bền, đừng vì vẫn bi mà quên đạo màu. Đạo màu quên chẳng tốt đâu, chỉ làm thêm khổ thêm sầu mà thôi. Cá khôn cá chẳng mê mồi, người khôn người chẳng mê đời phù dung. Ráng tu có Phật hộ tòng, liền qua chính phẩm cuối cùng được lên. Dạy lời xin nhắc chớ quên, người trong quê nổi ráng bền lòng tu. Ráng chung tay dẹp mấy mù, cùng đưa nhau đến một bầu trời thanh. Nếu tình thương trong lòng người để mất, thì người cùng thú vật khác nhau đâu. Đã là người chung sống qua địa cầu, nên mở rộng tình thương nhau chân thật. Hướng về Đức Phật mà đi, quản chi lao khổ, quản chi xác phàm. Tây phương Phật dùng đạo tâm, người tâm đạo có Phật lâm rước về. Phật xưa đã nặng lời thề, tin rằng Phật chẳng bỏ bê người lành. Nữ nam hãy ráng tu hành, có liên qua Phật sẵn dành đời cho. gian cứ tuôn hoài rửa tâm lòng người hết nghiệp cay. Nhân loại bát công vui rất nửa, đồng bào hột muối biết chia hai. Hòa bình hạnh phúc lo xây dựng, tranh chiến đau thương chẳng tạo bài. Đều được ấm no, đều đạo đức, thiên đường thực hiện tại trần gian. Cuộc đời đầy dây gian truân, những bài đạo đức xin đừng ngần ngơ. Đời càng lâm càng tiêu sơ, càng nên nhớ lại lời cơ giảng truyền. Người hung mình phải nên hiền, nếu hung như kẻ thì liên lụy sầu. Mình hung mình chịu thôi đâu, còn làm kẻ khác chịu sầu khổ theo. Mình vui để kẻ nguy nghèo, cái vui ấy chỉ là gieo hận đời. Vui mà chỉ một lúc thôi, thà không hơn để cho đời tội lâu. Lời danh chẳng khác mồi câu, dễ ăn càng dễ bám sâu vào mồm. Thấy danh lợi chớ chồm hôn, nên suy hiện tại nên dòm vị lai. Lựa điều không hại một ai, chọn làm việc chẳng đọa đày bổn thân. Càng nghe bảo ác xa gần, chuông từ càng dòng cho ngân xóm làng. Đời càng gặp lắm nguy nan, càng thương đời phải gấp ngàn lần hơn. Là nhân loại tất yêu nhân bằng cái tinh thần Phật gia. Cứu nhau đau khổ cùng qua, giúp nhau thành nước để an nhà cùng xem. Có câu tốt là tốt em, tốt anh thì tốt là em tốt cùng. Ráng ngân như tiếng hồng chung, chơi vang như tiếng pháo đồng rồi thôi. Pháo vang pháo nát cả tơi bời, chuông ngân chuông vẫn muôn đời trơ trơ. Tiếng chuông làm tỉnh giấc mơ, không như tiếng pháo làm mờ điếc tai. Nên tìm kiếm cái lâu dài, chứ mơ mộng cái nay mãi rồi tàn. Tuy là sống cõi nhân gian, ngoài nhân gian sự nên toán lý màu. Mang người bị nhật nguyệt thấu, nên dùng phép Phật hết câu buộc vào. Theo đời càng bí tàn mau, chỉ nương đạo lý mới đào sâu căn. Đời như nhà lửa thêm xăng, vì đời càng lúc hung hăng càng nhiều. Cứu đời việc thiện không chiều, cứ chiều việc ác càng nhiều tai ương. Thương người sẽ được người thương, hãy người người sẽ tìm phương hại mình. Nhân nào quả nấy nên tin, tất làm cánh loạn ra bình được ngay. Từ đây cho đến sau này, với ai cũng ráng nhớ gây thân tình. Muốn tươi sắc ngọc sắc ngà, đừng buồn những lúc người ta vua mài. Càng nhiều thử thách đắng cay, càng thêm sáng tỏ tương lai tu hành. Xưa nay những vị đạo thành, vị nào cũng gặp muôn nghìn gian lao. Nghiệp lâu nay chắc ngất cao, không đời đục phá thì nào nó tan. Tu hành thì phải kiên gan, thắng dù sao cùng Phật đàn cứ đi. Đi cho đến cõi liên trì, để hoàn toàn được thoát ly hồng trần. Đời buồn càng ráng tu hành, cho vui trời đất cho lành thế gian. Đời càng đau khổ lầm than, nên dùng sức đạo làm tan khối sầu. Đời không nhất định bao lâu, hãy đem cảnh Phật để thâu người về. Đời mê khiến khổ trăm bề, dùng tâm giác Phật dạy mê tình đời. Đời nay cho đến đời mới, sống trong chánh đạo là đời an vui. hoa lúa mọc đầy đồng, không hòa thuận rẫy đang trồng cùng khổ. Muốn không thể yêu thân cô, giữa anh em chớ để cho ra rời. Hòa nhau là thuận lẽ trời, nghịch nhau là tự mình dời hòa tay. Bàn tay ngón ngắn ngón dài, còn 5 ngón đủ bàn tay mình dùng. Nếu đem chặt ngón nào cùng, thì bàn tay ấy tận dùng yêu đi. Lấy điều này để xét suy sự nguy hại của chia ly sẽ tường. Giữa anh em phải biết thương, giữa người đồng đau phải tương trợ cùng. Ở cho có thì có chung, khổ cùng nhau khổ, vui cùng nhau vui. Tinh thần hòa hậu thâm mùi, lòng muốn người thể một người mà thôi. Đừng quên điều ấy ai ôi. Xác khách hồn quê, xác đất khách mà hồn quê. Nổi thân xa nhau, tâm nối liền nhau. Ngày như đêm luôn nghẹn ngào, những khi nhớ đến đồng bào quê hương. Nhớ mẹ già trên đường hiu quạnh, chỉ một con phải cạnh chia ly. Vì nói theo chí từ bi, đành cho con trẻ ra đi nước ngoài. Miệng tất cả nhân loại tình ngộ, điên thân già nào có màng chi. Gương lành của mẹ đáng ghi, phần con thật rất lỗi nghi giường bao. Chẳng hầu hạ ra vào hôm sớm, việc cháu cơm ấm lạnh mỗi ngày. Nuôi cò cho lớn cò bay, cũng nên trách mắng cho cay mới vừa. Lòng nhớ mẹ khi chưa nguôi dứt, liên tưởng luôn đạo đức bên nhà. Người gần cho đến kẻ xa, sự tu này đã lưu là phần đông. Nước đóng mèo hương nồng dần khói, trái không ăn vàng gối không xem. Nhiều ông trở lại say mềm lắm, bà trở lại ưa thèm trầu cao. Nào cờ bạc giới nào trộm cắp, nổi lên trong làng ấp lung tung. Biến lần tâm tánh ra hung, việc tu đã chẳng còn dùng làm căn. Có kẻ lại quên phân chánh giáo, dội nghiêng theo tà đạo thính linh. Chôn lòng dưới lớp vô minh, nghe đâu cũng cứ tưởng tin bướng càng. Nhớ đến đây ruột gan như cắt, muốn về trong tức khắc tới nhà. Để khuyên tất cả gần xa ráng theo đạo chánh đạo tà đừng theo. Hương nhớ đốt chung mèo khá rửa, trai nhớ ăn vàng kể cả xem. Lánh trầu cao lánh say mềm, mà bỏ điều cờ bạc chớ thèm gian manh. Sớm khuya nhớ thiệt hành chánh đạo, giúp đỡ nhau chỉ bảo cho nhau. Dịnh lòng trước cũng như sau, quyết tu dù chết cũng nhào ra tu. Thời cuộc dẫu bao lâu đi nữa, xác thân tuy nghiêng ngựa thế nào. Cũng không buồn chán núng nào, cứ tu dù đến chừng nào cũng tu. Đây vì bởi mắt câu bị thới, phải tạm nương hãy ngoại thời gian. Chừng nào xuôi gió thuận thoảng, quê nhà trở lại về đoàn để huynh. Diện tuy cách nhưng tình đừng cách, nhớ dình câu kim thạch keo sơn. Lòng đây với đó không sờn đó, cùng đây chớ phải là nghĩa xưa. Lòng đây chỉ mến đạo đức, đó cũng nên ráng sức tu hiền. Gặp nhau trên bước đường tiên, mừng nhau khi được thoa miên từ lâu. Dạy hàng viên khắp đâu đâu. Quê nhà thiện tính gần xa, việc tu còn nhớ được làm bao nhiêu. Khổ nhiều cần phải tu nhiều, ít tu khổ sẽ thêm điều khổ hơn. Đời như sắp chết đến cơn, đạo như viên thuốc linh đơn hoàng hồn. Biết lo tu niệm là không, ngỡ đường đạo đức là chung sống đời. Ráng tu cho mau hết rơi cho đời đau khổ, ra đời an vui. Mượn đường tu bá tánh nơi, để đưa nhau đến bầu trời quang minh. Tu không những phước cho mình mà còn phước nước, phước nghìn muôn dân. Ráng tu dầu khó trăm phần, mình tu và khuyên xa gần cùng tu. Khối tu lấp cạn ngô thù, ruộng tu nuôi sông tình người Bắc Nam. Có tu mới khỏi kiếp phàm, quê hương Lào Âu rạng kham tu hành. Tin Phật nên theo việc Phật khuyên, khó làm hiền cùng ráng theo hiền. Mê tâm cố diệt tâm mê cành, ác nghiệp khá trừ khỏi ác duyên. Gặp đạo gánh tu cho giải thoát, sống đời khó tranh nhưng oán khiên. Phật ma vốn ở tâm mình cả, nếu quyết lòng tu nhất định thiền. Nếu bảo tu chẳng thổi bay mặt nhật, thì đuốc từ không thể tắt vì đời. Tuy đi trong cảnh tối cả bầu trời, vẫn soi sáng trên đường người tiến đạo. Cảnh Phật nếu tu chưa thấu đau, ánh đuốc từ khó ai bảo ngừng ngang. Đốt sáng nhưng người cũng phải kiên gan, vì gai góc xoáy lan đầy khắp lồn. Nên bước tới chứ lúc nào thoái bộ, ráng vượt qua hết khổ đến hồi vui. Cảnh quanh mình đâu cùng thấy tôi thui, nếu rẽ bước tất vào nơi hắc am. Tinh đốt sáng tinh lòng mình can đảm, quyết tu cho đến tận chỗ lòng mong. Đây là nơi chư Phật sẵn chờ trong, mình đến được sẽ khỏi vọng tục lụy. Kiếp này nguyện cõi Tây Phương trực chỉ, được Di Đà thọ ký mới là ưng. Cánh sen vàng đem thay cái nhục thân, kiếp sanh từ trầm luân không còn đường. Sự tu khuyên ráng đề cao, tu cho thành tựu giàu lao khổ nhiều. Từ xa lời có bấy nhiêu, cối tình sắc đá thiên liêng, không ai có thể đem nghiền cho tan. Nguyện đem tiếng ngọc lời vàng của thầy của tổ chỉ đàn đầy huynh. Dẫu người chẳng hiểu lòng mình, tranh giành ngôi vị trong kình chớ lo. Vì trên đã có hẹn hò, hiệp nhau dắt chung mới lo như vậy. Nhưng trên lệnh của tổ thầy, quyết tâm đền đáp cho khuây tất lòng. Nhân cùng nam nữ đạo đồng, quê nhà vững chi một lòng tường tin. Bầu trời tuy rộng thinh thinh, Nhân nào quả nấy hãy tin kẻo lầm. Mưu sâu khó tranh quả thâm mê, xưa nay báo ứng không lầm một ai. Mặc dù thầy phải nặng tay, âm thầm lai duyên mỗi ngày chẳng xa. Chừng khi trở lại quê nhà, mới lo hối qua thì ra muộn rồi. Sớm nên tỉnh thức ai ơi. Chùa nào cũng đẹp cùng thiên, Phật trong am tự đều hiền như nhau. Thấy đây nước mắt tuôn trào, hiền thiên ấy mấy ai nào lưu tâm. Chùa nào cũng lắm người thắm, những hiền thiên ấy biết tầm ít ai. Chỉ xem phong cảnh bên ngoài, ngoài trong xem hết đời nay mấy người. Tâm là chủ, tâm làm gốc, tâm mất rồi sống thoát vô duyên. Do tâm cảnh Phật được thiên, cũng do tâm khiến đọa miền trần gian. Ngôn hành khá lấy tâm suy nghĩ, đừng nói làm theo ý khinh thường. Tự sanh vui khổ mọi đường, nguyên nhân chẳng tại mỗi đường của tâm. Sống trong cảnh sống vui lành, thoát trong kiếp thoát siêu sanh Phật đại. sống không để khổ cho ai, thác không để tội đọa đại về sao. Hành đạo quản gì những khó khăn càng lâm đạo càng tăng, sông mê sâu mấy nguyện làm càng núi nghiệp cao bao thể phá bằng. Tự độ cho thành dù kẻ câm, độ người được đắc mặt ai ngăn. Đã tu quyết chí tu như Phật, tu kiếp này cho đạo niết bàn. Tu để độ mình và độ thế, khổ mình khổ thế độ cho tan. Độ nhau cho khỏi sông mê khổ, đồng được an vui cảnh niết bàn. Hòa hảo thì phải hảo hòa, không hòa không hảo còn ra đạo gì. Cửa từ thì phải từ bi, ẩn dương nương Phật chỉ nguy sau này. Đường đầu cứ đi mạch ngược xuôi, quyết đi đi mày chớ cho lùi. Nhớ ra bóng Phật khi đau đớn, đọc lại lời kinh lúc ngậm ngùi. Thuốc đắng uống vào tiêu bệnh tật, khổ tu hành được hết luân hồi. Thiện nam tính nữ nên bền chí, đường đạo cứ đi mạch ngược xuôi. Thời nào cũng tu, thời nào cũng ráng làm lành, cánh nào cũng vẫn tu hành nhất tâm. Thật tu khỏi việc lỗi lầm, thật tu chính thật là mầm an vui. Sự tu ráng tiến chớ lùi, ráng tu chớ bỏ hỡi người quê hương. Tu nên mở rộng tình thương, mở đời nhau sống, mở đường nhau tu. Cho ân nhau chớ cho cho thù cho vui vẻ, chứ cho rầu buồn đau. Chung lo dạy cứu gian lao, chung lo giúp đỡ cho nhau no lành. Khuyên nhau chân chánh tu hành, khuyên nhau chỉ một đường lành mà thôi. Dù rằng ai có bạc vôi, phận mình vẫn tưởng nhớ ngôi Phật đài. Đời lo trao trẻ bể ngoài, mình ngoài lo vẹn con mài miệt trong. Lo bề sự thế không lầm, mà lo đường đạo đức cho kham lòng từ. Tìm cho thấy ánh chân như, lấy chân thật cảnh thái hư quyền đời. Tu cho bình thành muôn nơi, tu cho thế giới hết người khổ đau. Tu cho thấy Phật ngày nào, Phật nơi cực lạc, Phật vào thế gian. Phật tâm và Phật niết bàn, Phật nào cũng thấy rõ ràng như nhau. Dù đường đạo viện với gian trung, một bước tiến đi một bước gần. Gần đạo càng nhiều càng nhẹ nghiệp, xa đời mỗi phút mỗi yên thân. Đời không có đạo đời thêm tội, đạo chẳng cứu đời, đạo trái chân. Bước đầu xa đời nhưng vẫn đổ, đổ đời trần trần nhiệm mê trần.